Kinh hình chị em, Chủ nhật này được gọi là Chủ nhật lòng thương xót của Chúa. Thánh nữ Faustina đã được Chúa cho trao lao lòng thương xót của Chúa. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong đời sống của mình, nhưng Thánh nữ Faustina vẫn một lần trao lao lòng thương xót của Chúa. Và Đức Thánh Giáo Hoàng Phan Phaolô Đệ Nhị đã chọn ngày Chủ nhật thứ hai sau lễ Phục sinh là Chủ nhật của lòng thương xót của Chúa. Kính thưa chị em, khi tạo dựng vũ trụ thì Thiên Chúa đã cho thần khí của Chúa là làm trên mặt nước, làm cho nước có sự sống và làm cho tất cả muôn vật được sinh sôi nảy nở, có nghĩa là muôn vật có sự sống. Rồi khi tạo dựng con người, Chúa thổi hơi vào lỗ mũi của con người, nghĩa là thổi thần khí của Chúa vào con người và làm cho con người có sự sống. Con người lớn lên và con người có sự sống ở trong mình. Thần khí luôn luôn giữ gìn con người và làm cho con người mạnh mẽ để con người bước theo con người của Chúa đã dâng lên mình. Kính thưa anh chị em, khi Đức Giêsu Kitô sinh ra tại Bethlehem, Ngài cũng đã mang xác thịt làm người. Ngài có hai bản tính loài người và cả bản tính Thiên Chúa. Ngài lớn lên trong sự yêu thương của Chúa Cha và Ngài luôn luôn được Chúa Thánh Thần nâng đỡ và Chúa Thánh Thần là sức mạnh của Ngài. Anh chị em biết khi Ngài lớn lên 30 tuổi, Ngài đã 33 đã khoảng 3 năm để kết nạp các môn đệ, rồi từ các môn đệ đi ra đặt tin mừng Đức Thiên Chúa. Ngài đã làm nhiều việc này. Ngài đã đụng chạm đến nỗi đau khổ con người. Ngài đã làm, Ngài đã xua trừ ma quỷ và Ngài làm vâng và các đại. Điều đó nói lên lòng thương xót của Ngài, nói lên con người đầy lòng từ ái của Đức Giêsu Kitô. Lòng thương xót đó luôn luôn chiếu rọi và lòng thương xót đó luôn luôn hướng dẫn con người để con người luôn luôn bám chặt lấy trái tim của lòng thương xót của Chúa. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay khi Đức Giêsu Kitô phục sinh hiện ra với các môn đệ ở trong nhà, thì các nhà của các môn đệ đóng kín vì sợ người Do Thái, thì việc đầu tiên Chúa Giêsu hiện ra đã ban bình an cho các môn đệ. Bình an là điều rất quan trọng để các môn đệ có thể bình tĩnh trong tâm hồn, bình tĩnh trong thể xác để có thể đón nhận tin mừng phục sinh mà Đức Giêsu Kitô mới vừa từ khỏi chết chuộc ngày. Và từ hiện ra của Ngài minh chứng Ngài đã sống lại. Rồi Ngài thổi hơi vào các môn đệ. Thổi hơi vào các môn đệ là ban thần khí cho các môn đệ, để các môn đệ tha tội, để các môn đệ sống yêu thương, để các môn đệ sống quảng đàng. Các môn đệ khi đánh nhận Chúa Thánh Thần, các môn đệ đã đi khắp mọi nơi để rao giảng tin mừng, để đáp loan báo lòng thương xót của Chúa cho nhân loại, loan báo lòng yêu thương của Chúa cho mọi người, đặc biệt là mở đường dẫn lối cho những con người lạc lối để họ nhận ra lòng thương xót của Chúa, họ trở về với con đường ngay đèo chính, nghĩa là trở về với con đường của trái tim, của lòng thương xót của Chúa. Anh chị em, Chúa đã sống lại, Chúa đã ban cho chúng ta Thánh Thần, Chúa ban cho các môn đệ Thánh Thần của Chúa, cũng là ban cho mỗi người chúng ta Thánh Thần.
vì cuộc đời của mỗi người trong chúng ta khi chúng ta được những các kinh sức đức giáo hội đã đến vì các cánh tông đồ đã ban thánh thần cho chúng ta, chúng ta cũng có một phần như các môn đệ của Chúa là tung đi khắp mọi nơi rao giảng tin mừng đức Thiên Chúa và cao lao lòng thương xót của Thiên Chúa cho nhân loại, cao lao lòng thương xót của Chúa cho mọi người chưa biết Chúa và mọi người đã biết Chúa nhưng họ sống ngoại lạnh và khô khan. Chính vì vậy chiều hôm nay khi chúng ta mừng lễ lòng thương xót của Chúa, Đức Thánh Cha, Đức Thánh Gioan Phaolô đề nghị muốn cho chúng ta hay rằng Chúa là đấng vị tha, Chúa là đấng nhân từ, Chúa là đấng nhân lành, Ngài luôn luôn yêu thương đàn chiên của Ngài và đàn chiên của Ngài, Ngài trao cho các mục tử của Ngài trần gian này họ là các linh mục chính sứ để các linh mục chăm sóc đàn chiên của Chúa ở trần gian này. Những đàn chiên đó không phải của linh mục nhưng đàn chiên đó là của Chúa, cho nên Chúa đã dùng bàn tay của linh mục để chăm sóc đàn chiên của Ngài. Và khi linh mục đó qua đời thì đàn chiên đó vẫn là đàn chiên của Chúa, Chúa vẫn tiếp tục chăm sóc cái đàn chiên ấy. Và con nên phải chúng ta hay rằng lòng thương xót của Chúa quả thực đã bao phủ con người chúng ta và lòng thương xót của Chúa đã chiếu quả tất cả nhân loại này. Vì thế ngày hôm nay khi mừng lễ lòng thương xót của Chúa, tất cả mọi người chúng ta hãy cao lao lòng thương xót của Chúa, bởi vì chính lòng thương xót của Chúa, Chúa đã cứu độ chúng ta bởi máu của Ngài, Chúa đã chấp nhận tội lỗi của chúng ta để Chúa đóng đinh, để quân chúng đóng đinh Chúa vào thập giá, máu của Ngài đã đổ ra, đó là lòng thương xót của Ngài. Những giọt máu của Ngài là những giọt máu lòng thương xót của Chúa, để chính Chúa những qua những giọt máu đó Chúa đẩy rửa hồn xác của chúng ta, làm cho hồn xác của chúng ta trong sạch, hầu chúng ta có thể theo Chúa và bước theo chân Chúa một cách vững vàng. Xin lòng thương xót của Chúa luôn luôn mở rộng tâm trí của chúng ta, mở rộng cõi lòng của chúng ta, mở rộng con tim của chúng ta để chúng ta càng ngày càng yêu mến trái tim lòng thương xót của Chúa. Amen.